ơi, đây là cái quầy pha nước chấm đường muối bột ngọt bỏ vô xong nặng tắt vô làm gì đó hả? Tô bún quậy kiến xây ở thành phố Rạch Giá. Đây là tô gây nghiện nha, đắt nhất ở quán. Nó khác với bún ở Sài Gòn nha. Nước chấm phụ ba ớt cay quá. Cay quá. Đậu tô rồi, tô anh không có mực nè. Thôi ăn luôn đi, thôi. Ừ, đưa đây. Lộn tô mà có thịt không? Thịt. Lời. Nhiều vậy? Rồi, đưa qua kia đi. Còn một trứng. Thật sự là cái nước này nó lạc quá, nó phải đổ nước mắm vô. Đổ nước mắm vô xong cái nước uống á, cái cọc uống ra nước đi đấy. Đổ được không ngừng. Đỡ bình thường. Nước đục. Cái này chả gì bạn biết không? Chả gì? Chả cá. Quán chiến xây này chắc quán gốc. Nước nó lạc. Sơ sơ vậy thôi nha. Bye bye.